Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm kết mạc cấp hay là dân gian gọi là đau mắt đỏ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi thời điểm trong năm. Tuy nhiên, vào thời điểm như hiện nay, bệnh thường gặp hơn và có thể lây lan trong cộng đồng, tạo nên dịch viêm kết mạc cấp. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động. Có không ít trường hợp bệnh kéo dài gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này, nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh tốt và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh. Phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ bác sĩ Tưởng Văn Cường, trưởng khoa mắt Bệnh viện Đà Nẵng về những vấn đề cần lưu ý đối với căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết đau mắt đỏ có nguy hiểm hay là không? Và nếu như mà không được điều trị kịp thời và đúng cách thì sẽ gây ra những cái biến chứng gì thưa bác sĩ? Thì là không nguy hiểm, tuy nhiên là có một số trường hợp bệnh nhân có cái biến chứng về mắt. Trong đó có những biến chứng nổi bật nhất, đó là biến chứng về viêm giác mạc mà do virus. Thì những trường hợp mà bệnh nhân viêm giác mạc do virus là nếu như không điều trị kịp thời và không theo dõi sát thì có thể dẫn đến sẹo trên giác mạc và có thể dẫn đến giảm thị lực. Vâng, nếu như không may bị mắc đau mắt đỏ thì người bệnh cần lưu ý những cái điều gì để tránh lây lan cho người thân và cộng đồng ạ? Đối với những học sinh mà đang học thì bệnh nhân nên nghỉ việc, nghỉ học ở nhà. Thứ hai thì đối với cá nhân thì nên là ăn uống riêng, sử dụng đồ ăn riêng, đồ tắm, đồ vệ sinh riêng. Vệ sinh thân thể hàng ngày cũng như là mình có thể là đeo kính che mắt và đặc biệt là nên đeo khẩu trang để che mũi miệng. Tại vì cái bệnh lý đau mắt đỏ này lây qua hai con đường chính là con đường tiếp xúc trực tiếp từ mắt sang mắt hoặc là tiếp xúc gián tiếp là qua đường hô hấp. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm một số cái lời khuyên để phòng tránh căn bệnh này thưa bác sĩ? Đau mắt đỏ thì thực tế mà để phòng tránh một cách hoàn toàn thì rất là khó. Tại vì như tôi đã nói thì có hai đường lây chính là đường tiếp xúc trực tiếp và đường hô hấp. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể hạn chế được rất là nhiều tình trạng lây lan trong gia đình cũng như trong xã hội là bằng cách là như tôi đã nói hồi nãy là bằng cách là tăng cường sức đề kháng trong cơ thể, rồi vệ sinh cá nhân, sử dụng đồ đạc mà cá nhân riêng và đặc biệt là nếu đã bị có triệu chứng về đau mắt đỏ thì nên đeo khẩu trang thường xuyên. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.